phiên bản mới vừa ra mắt đầu năm 2021 của Toyota Vios vẫn tiếp nối điều đó và nâng tầm chiếc xe lên so với trước đây, thông qua những bổ sung đặc biệt không chỉ ở bên ngoài mà còn từ sâu bên trong, biến Vios thành một trung tâm tiện ích và an toàn cho người sử dụng. Tất cả các phiên bản Vios 2021 đều được bổ sung một số tính năng an toàn tiện nghi như hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp, ABS trên Vios GRS, G và ECVT, tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ trên Vios G, đèn chờ dẫn đường, đèn chiếu sáng tự động bật tắt và hệ thống mã hóa khóa động cơ trên Vios ECVT, giúp cả gia đình an tâm trên các chuyến đi. Các cụm đèn pha, đèn sương mù và định vị ban ngày đều sở hữu công nghệ LED cũng giúp tăng tính thẩm mỹ và hiệu quả kinh tế, nâng cao hiệu suất chiếu sáng, mang lại tầm nhìn tốt hơn, an toàn hơn khi di chuyển trong đêm tối. Vios G được trang bị 6 cảm biến, 2 góc trước, 2 sau, 2 góc sau nhiều nhất so với các xe khác cùng phân khúc, hỗ trợ người lái khi lùi xe trong không gian hẹp. Bên cạnh đó, một chi tiết mà có lẽ nhiều người ít để ý đó là tại vị trí giữa hàng ghế thứ 2 Vios được trang bị dây an toàn 3 điểm chứ không phải là 2 điểm. Với 7 túi khí đã bao gồm cả túi khí đầu gối người lái hay được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, những tính năng tưởng như nhỏ này nhưng đều là những tính năng rất thực dụng trên Vios so với các xe cùng phân khúc, giúp hỗ trợ và đảm bảo an toàn hơn cho khách hàng dùng xe hàng ngày. Tất cả những tính năng an toàn chủ động và bị động đáng giá này đã giúp làm hoàn hảo Toyota Vios hơn, tạo ra một chiếc xe an toàn hàng đầu phân khúc B tại Việt Nam. Không chỉ sở hữu những ấn tượng từ bên ngoài, trải nghiệm lái Toyota Vios 2021 cho thấy cảm nhận sâu hơn về độ ổn định, cảm giác lái, sự mượt mà, trên một chiếc xe phân khúc B đáng mua nhất hiện nay. Ngay từ khi bước vào khoang cabin, Vios mới đã cho thấy rõ ràng sự thực dụng với một số điểm nhấn sang trọng và hiện đại. Không gian bên trong xe cũng là một điểm cộng, hành khách ở hàng ghế sau vẫn thoải mái dù có chiều cao lên tới 1m8, cho thấy độ rộng rãi bậc nhất trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Cùng với đó, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh với 6 loa cho hiệu ứng sống động và chân thực. Về cảm giác lái, Toyota Vios 2021 cho cảm giác tăng tốc ổn định và mượt mà từ vị trí đứng yên. Vô lăng nhẹ nhàng dễ điều khiển đối với cả nam giới hay nữ giới, chân ga cho phản hồi ngay lập tức từ vòng tua thấp nhờ vào động cơ hút khí tự nhiên bền bỉ. Trong khi đó, xe vẫn giữ được ưu điểm về việc giảm tiếng ồn tối đa bên trong khoang cabin dù trong các tình huống tăng tốc hay đi vào những khu vực có âm thanh lớn và phức tạp. Điều này giúp Toyota Vios 2021 cho thấy mình tiếp tục là chiếc xe hàng đầu về khả năng cách âm trong phân khúc B hiện nay. Sự an toàn của xe cũng được thể hiện khi khách hàng có cơ hội ngồi trong xe. Những tính năng như phanh khẩn cấp và đèn báo phanh khẩn cấp thể hiện rất rõ ràng vai trò trong quá trình lái xe bình thường, trợ giúp khi tài xế phanh tránh va chạm và cảnh báo xe phía sau trong tình huống bất ngờ, trong khi các hệ thống khác có đóng góp thầm lặng hơn. Sau khi lái thử Toyota Vios 2021 ở đại lý, nhiều khách hàng đã xóa bỏ được những lo ngại và băn khoăn về xe. Anh Ngọc Sơn Đống Đa, Hà Nội cho biết, xe cho tôi cảm giác lái thoải mái và mượt mà nhất là khi tăng tốc, đồng thời độ cách âm rất tốt so với nhiều xe khác trong phân khúc. Đồng quan điểm này, chị Thu Trang, Cầu Giấy, Hà Nội bổ sung, lái trong phố với chiếc xe này cực kỳ nhẹ nhàng cả ở vô lăng lẫn chân ga và chân phanh, khoang nội thất cũng rộng rãi, đủ chỗ ngồi cho cả gia đình. Xe còn có 6 cảm biến hỗ trợ đỗ xe giúp tôi an tâm khi lùi trong hầm hẹp hay khi vào các phố nhỏ. Trong tầm giá, khó có chiếc xe nào mang lại được cảm giác như Toyota Vios 2021. Cuối cùng, chiếc xe của Toyota cũng rất dễ tiếp cận với 6 phiên bản, nhiều nhất phân khúc B, có giá chỉ từ 478 triệu đồng. Hiện nay, Toyota cũng đang hỗ trợ khách hàng với gói vay tài chính lên tới 80% tổng giá trị xe và chương trình đổi xe cũ, nhận ngay xe mới. Để giúp nhiều khách có thể mua xe mà không cần phải chờ đợi hay tích cóp tiền bạc.